Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bài thuốc chữa viêm nội tuyến bằng lá trầu không cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh các việc điều trị viêm nội tuyến bằng Tây y, chị em phụ nữ có thể tham khảo các bài thuốc dân gian vừa an toàn vừa hỗ trợ tích cực cho việc chữa bệnh. Một trong những phương pháp đó là chữa viêm nội tuyến bằng lá trầu không. Vậy sử dụng lá trầu không chữa viêm nội tuyến như thế nào? Trầu không là loại cây thân leo được trồng khá rộng rãi ở nước ta hiện nay. Theo đông y, loại cây này có rất nhiều tác dụng như tiêu viêm, trừ phong, kháng khuẩn tốt, có tính ẩm. Bên cạnh đó, nếu bị thương, sử dụng lá trầu không để rửa, giúp vết thương mau lành, nhanh khô. Bởi có tính kháng viêm tốt, ngăn chặn hiệu quả virus vi khuẩn tấn công vào âm đạo, nên từ lâu lá trầu không đã được chị em phụ nữ sử dụng để chữa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, trong đó có bệnh viêm nội tuyến hiệu quả. Về cách chữa viêm nội tuyến bằng lá trầu không như thế nào? Trước tiên cần rửa sạch, ngâm nước muối, sau đó cho nước vào đun sôi, tiếp đó pha chút nước lạnh vào nước trầu không đã đun sôi để cho ấm là có thể rửa vùng kín. Lưu ý không thụt rửa âm đạo, không thường xuyên rửa vậy vì sẽ khiến âm đạo khô và có thể để cho cô bé thoáng khi vệ sinh. Phương pháp điều trị viêm nội tuyến dứt điểm và hiệu quả. Việc chữa viêm nội tuyến bằng lá trầu không mặc dù không có thể giúp thuyên giảm các triệu chứng ngứa vùng kín, khí hư bớt mùi, tuy nhiên hầu hết không thể trị dứt điểm bệnh, đặc biệt khi đã bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng cấp độ 2 và cấp độ 3. Chính vì vậy, khi các bạn bị viêm nội tuyến, các bạn hãy comment ngay số điện thoại bên dưới. Hiện nay, nhà thuốc đông y họ gia truyền họ Nguyễn đã bào chế thành công thuốc đặc trị phụ khoa họ Nguyễn, có tác dụng điều trị viêm nhiễm phụ khoa, chữa viêm nội tuyến cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt thuốc còn có tác dụng làm hồng và xe khít lộ âm đạo. Các bạn gặp những vấn đề về viêm nhiễm phụ khoa, viêm nội tuyến, hãy để lại số điện thoại hoặc inbox số điện thoại 01698815628 để được tư vấn miễn phí. Các bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hãy để lại số điện thoại hoặc inbox số điện thoại 01698815628 để được tư vấn miễn phí. Các bạn thấy bài thuốc này hay thì hãy bấm đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm thuốc đặc trị dành riêng cho phụ nữ, đó là thuốc đặc trị viêm nhiễm phụ khoa họ Nguyễn. Như các bạn đã biết, cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa đang có xu hướng tăng nhanh. Tuy nhiên, hiểu biết của chị em phụ nữ về vấn đề này vẫn còn nhiều hạn chế. Dưới đây là những biểu hiện của bệnh viêm nhiễm phụ khoa thường gặp. Nếu có, cần tới gặp phòng khám ngay lập tức hoặc gọi số điện thoại bên dưới để được tư vấn miễn phí. Những biểu hiện của viêm nhiễm phụ khoa như sau: khí hư bất thường, bao gồm khí hư da nhiều, có mùi màu vàng, xanh nhạt hoặc trắng đục, có thể xuất hiện cả bọt, đặc quánh hoặc loãng, có mùi hôi tanh, ngứa vùng kín, đau và rát, ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ tình dục, quan hệ không đạt đỉnh, không thấy có hứng thú khi yêu, đau khi quan hệ, thậm chí chảy cả máu trong quá trình giao hợp. Vùng kín xuất hiện những nốt đỏ li ti, nở loét, luôn trong tình trạng ẩm ướt, bụng trướng, khó tiêu. Khi tới những biểu hiện của bệnh viêm nhiễm phụ khoa, cần tới phòng khám ngay lập tức. Bởi nếu không điều trị sớm, nó sẽ âm thầm gây ra nhiều biến chứng nặng hơn như vô sinh hoặc ung thư. Khi bạn có bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa, bạn không cần phải lo lắng. Bởi vì hiện nay trong đông y đã bào chế thành công thuốc đặc trị viêm nhiễm phụ khoa họ Nguyễn, là thuốc đông y gia truyền. Đặc trị viêm nhiễm phụ khoa, viêm nội tuyến, viêm loét tụ tử cung và có tác dụng làm hồng và xe khít âm đạo. Sản phẩm đã có giấy chứng nhận của Bộ Y tế. Nhà thuốc đông y họ Nguyễn cam kết thuốc 100% bằng thảo dược. Có thuốc khi sử dụng
thuốc sẽ có hiệu quả ngay lần sử dụng đầu tiên, liệu trình đầu tiên. Cam kết hoàn toàn hoàn tiền nếu không thấy hiệu quả. Giá một điều trị thuốc phụ khoa họ Nguyễn là 700.000 một hộp thuốc. Các bạn điều trị trong vòng 20 ngày. Nó gồm thuốc đặt và thuốc xông. Thuốc đặt đấy, các bạn có thể sử dụng như sau. Các bạn lấy một cái bông bông nhỏ, sau đó thì đổ thuốc vào, cuộn tròn rồi đặt vào âm đạo. Các bạn có thể buộc chỉ để lấy ra cho dễ, hoặc không cũng không vấn đề gì. Thuốc đặt các bạn đặt trong 2 ngày. Sau 2 ngày thì các bạn rút ra và dùng cái thuốc xông để rửa bùng kín. Thông thường thì nếu bị viêm nhẹ thì sau một liệu trình đầu tiên các bạn đã khỏi hoàn toàn viêm nhiễm phụ khoa. Nếu các bạn bị viêm nhiễm nặng thì có thể sử dụng cái liệu trình thứ hai. Các bạn có gì thắc mắc thì hãy gọi vào số điện thoại bên dưới để nhà thuốc trực tiếp tư vấn cho bạn. Tôi xin nhắc lại, các bạn có thể gọi vào số điện thoại 01698 815 628. Sẽ có những bác sĩ tư vấn trực tiếp cho các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Các bạn có gì thắc mắc thì hãy gọi vào số điện thoại bên dưới để nhà thuốc trực tiếp tư vấn cho bạn. Tôi xin nhắc lại, các bạn có thể gọi vào số điện thoại 016